nhà trường nhà này cho gì cho trời à nô nói vậy nô cứ cụ tàu tàu chọn đợi cái vua sơn tăng đi xí à tàu tàu anh sư cho bé à cho cái tiệc ta xin là bé tăng tại nhà nhà trường đợi lúc hồng hẳn để nô giờ khai chiều cái bé sư thằng nhà trường hỗ trợ trời là sư vua sơn tăng đi xí khó học phải nô nó sư thằng giờ yêu hạt chủ cho kế chữ nhân dân là sư kế chữ sọ nhà trường đợi lúc đi chơi nhớ là. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường Quốc hội Hoa Kỳ đã diễn ra buổi học khoáng đại vận động cho Việt Nam do BPSS tổ chức. Buổi học hôm nay thì có sự tham gia đặc biệt của những đại diện của các tổ chức tôn giáo mà đang bị bắt hại tại Việt Nam. Họ đến đây để họ trình bày điều gì, họ mong muốn điều gì, cũng như là họ phải đối đầu với những khó khăn như thế nào, những bức hại như thế nào khi trở lại Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 11 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường Quốc hội Hoa Kỳ diễn ra buổi họp khoáng đại vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam lần thứ 9 do BPSOS tổ chức. Buổi họp có sự tham gia của nhiều vị dân biểu và thượng nghị sĩ liên bang, đại diện nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, đại diện các phái đoàn đến từ các tiểu bang Hoa Kỳ và từ Canada. Đặc biệt có mặt một số đại diện các tổ chức tôn giáo đang bị bắt hại tại Việt Nam. Họ đến đây để nói lên điều gì cũng như hy vọng có sự thay đổi gì. Thì sau đó năm 2015, tôi quyết tâm tôi đấu tranh về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thì tôi mới kết hợp với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tại sao mà chính phủ Việt Nam là như vậy. Cho nên là từ năm 2015 cho đến bây giờ thì tôi cũng tiếp tục đấu tranh về tự do tôn giáo và tự do nhân quyền cho quê hương của mình, đất nước của mình. Bởi vì tôi thấy dân rất là khổ. Mà hiện nay năm ngoái đấy, tôi vừa mới được nhận là 1.100 hộ ở tỉnh Tây Nguyên, là người mong chạy từ trên Bắc xuống tỉnh Tây Nguyên. Họ không có hộ tịch hộ khẩu 18, 19 năm cho đến bây giờ. Mà con cháu không được đi học, chỉ họ đến lớp 5 thôi. Mà giấy tờ tuổi thông không có, mở tài khoản không được, mua xe không được, mua đất đây không được. Thì họ lại đi sống ở trong vùng sâu, vùng xa để làm ăn uống. Sau đó chính phủ họ muốn giữ cái mảnh đất nào mà họ cứ giữ, bởi vì mình không có đất đây, không có sổ hộ khẩu, không có sổ đất đây, các thứ. Cái điều đó là một điều người mong bị cái sự đàn áp về đức tin của mình. Cho đến mức độ mà chúng tôi phải trở thành người vô quốc gia, vô tổ quốc ở chính quê hương của mình. Cái điều đó là một điều rất là quan trọng. Thì tôi muốn kể cho cộng đồng thế giới và cộng đồng các tổ chức hoạt động nhân quyền và bảo vệ tự do tôn giáo ở Việt Nam để biết về cái việc này là rất là có. Tôi là một người đang sống ở bang Minnesota. Nếu mà anh Khôi Tinh có thể gạt tôi sẽ có đủ cái chứng cứ mà tôi đã bị đàn áp như thế nào ở Việt Nam. Tôi là một người tín đồ người Mông ở Việt Nam. Tôi hiểu cái vấn đề người Mông rất là rõ ở Việt Nam như thế nào. Mở đầu phiên khoáng đại, Linh Mục Lê Quốc Thăng, Tổng Thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình, Hội đồng Giám mục Việt Nam, trình bày quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về luật tín ngưỡng và tôn giáo đã được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 để mọi người hiểu rõ hơn về bản chất cũng như hiện tình về tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Ông nói, một cách tổng quát, khi bộ luật này được thông qua, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như chúng tôi rất giật mình vì xem ra có một bước thụt lùi so với những dự thảo trước đó. Ví dụ dự thảo 4, dự thảo 5 mà chính quyền đưa ra để cho các tôn giáo góp ý kiến. Chúng tôi thấy có những sự tiến bộ rất lớn về mặt tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo. Nhưng rất tiếc khi bộ luật được thông qua thì lại là một bước lùi so với lại những cái dự thảo trước đó. Linh Mục Lê Quốc Thăng cũng đưa ra một vài nhận định về thực chất việc bảo vệ, tôn trọng quyền tự do tôn giáo hiện nay ở Việt Nam rằng ẩn sâu bên trong những bất cập là cách nhìn nhận và quan điểm của chính quyền về tôn giáo và các tổ chức tôn giáo. Chính vì thế mà chính quyền luôn chính trị hóa các tổ chức tôn giáo. Nếu không chính trị hóa được thì sẽ cố gắng thành lập các giáo hội dưới quyền lãnh đạo của đảng và nhà nước, chẳng hạn như Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Đó là những tổ chức trực thuộc Mặt trận Tổ quốc chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chứ không phải là những tổ chức thuần túy thuộc về tôn giáo. Đạo hữu Dương Xuân Lương, tín đồ Cao Đài, cựu tù nhân lương tâm đến từ tiểu bang Texas cho biết, ông đến tham dự ngày vận động cho Việt Nam với ba mục tiêu. Thứ nhất là vận động các dân biểu và nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ làm việc với chính quyền Việt Nam về những vi phạm của chính quyền Việt Nam đối với quyền tự do tôn giáo, đạo Cao Đài, cũng như các tôn giáo khác như Phật giáo, Hòa hảo, Công giáo, Tin lành. Thứ hai là từ chính sách độc tài, nhà cầm quyền Việt Nam bóp nghẹt tiếng nói của những người yêu nước, yêu nhân quyền, tôn trọng quyền tự do tôn giáo, bắt giam họ một cách tùy tiện. Vị này bày tỏ mong muốn nói lên sự thật để các vị thuộc lập pháp, hành pháp Hoa Kỳ tác động lên chính quyền Việt Nam,
buộc họ phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Thứ ba là chế tài những viên chức Việt Nam có liên quan đến tình trạng vi phạm nhân quyền trong nước. Thượng tọa Thích Vĩnh Phước, trụ trì chùa Phước Bửu đến từ Bà Rịa, Vũng Tàu, lên tiếng với RFA rằng ông có lòng tự tôn của dân tộc khi từ một nơi xa xôi như Việt Nam đến Hoa Kỳ để trình bày về tự do tôn giáo và nhân quyền, nhưng ông phải làm với mong muốn có những tổ chức tôn giáo độc lập không do nhà nước quản lý. Vì 44 năm qua, Việt Nam chúng ta chưa có được tự do tôn giáo và chưa có được nhân quyền, cho nên cũng phải trình bày để rồi họ có thể giúp đỡ gì, chuyển hóa và thay đổi được cái hiện tình đất nước. Bởi vì như hiện tình đất nước chúng ta là tôn giáo nằm dưới sự lãnh đạo của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Cho nên tôi muốn nói là phải cần làm sao phải có những cái tổ chức tôn giáo độc lập. Thượng tọa diễn giải rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay do nhà nước lập nên là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tất cả những lãnh đạo chủ chốt từ cấp trung ương cho đến địa phương đều là người của đảng. Họ làm theo mệnh lệnh và sự điều khiển của Mặt trận Tổ quốc và công an nhiều hơn là của tăng ni và Phật tử. Đạo hữu Dương Xuân Lương cũng nêu mong muốn của mình. Thì nhà cầm quyền Việt Nam đã hứa rất nhiều lần nhưng mà không có thực hiện lời hứa. Cho nên nếu có một mong muốn được nói lên thì chúng tôi hy vọng rằng ngành lập pháp của Hoa Kỳ sẽ tác động lên ngành hành pháp để đưa Việt Nam vào danh sách CBC, để buộc Việt Nam phải tôn trọng những điều mà chính họ đã cam kết nhưng không thực thi. Mục sư Tin Lành Vàng Chỉ Mình, cựu tù nhân tôn giáo với bản án 9 năm tù, cho biết lý do ông có mặt trong buổi hôm nay. Hôm nay tôi đến đây tôi muốn trình bày lý do vì sao người Mông bị đá là vì đức tin theo đức Chúa Trời. Thứ hai nữa, vì đức tin mà phải đến bất đụng chúng tôi mà trở thành người Mông vô tổ quốc ở trong nước, bởi vì họ thu hộ tịch hộ khẩu. Bây giờ có rất nhiều người Mông không có hộ tịch hộ khẩu, 20 năm gần 30 năm không có, mà con cháu không được đi học. Cái đó là cái hôm nay tôi muốn trình bày về cái người Mông vô tổ quốc, về đức tin của mình. Yeah. Bà Gayle Manchin, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, các quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Đề nghị của bà nhận được nhiều tiếng vỗ tay từ các thượng tọa. Các quốc gia bị chỉ định như vậy sẽ bị Hoa Kỳ đưa ra các biện pháp chế tài, bao gồm biện pháp trừng phạt kinh tế. Rất nhiều người lên tiếng cho dân chủ nhân quyền Việt Nam bị đàn áp, bắt bớ trong nước. Những người có dịp ra nước ngoài để lên tiếng cũng chấp nhận những rủi ro khi trở về. Thượng tọa Thích Vĩnh Phúc bày tỏ quan điểm của mình với RFA khi dấn thân lên tiếng cho những người dân trong nước. Chắc chắn là khi mà đến đây thì từng bước chân của tôi đi là bên nhà nước họ đã theo dõi những việc làm của tôi. Trước khi đi tôi cũng đã đắn đo và cũng chấp nhận những cái điều gì có thể xảy ra, có thể là bị giam cầm, bắt bớ, tù đày, cho nên tôi cũng sẵn sàng, đó là cái điều. Bởi vì tôi nghĩ cái quyền lợi của tổ quốc, của nhân dân lên trên là cái đôi khi cái quyền lợi nhỏ bé của cá nhân mình, đó là cái ý nguyện và cái cách sống của chúng tôi. Thượng nghị sĩ John Cornyn, tác giả dự luật chế tài vì đàn áp nhân quyền ở Việt Nam lên tiếng. In May, I reintroduced the Vietnam Human Rights Sanctions Act to try to help to do just that. Tôi muốn đưa trở lại luật chế tài các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền trong nước. Các biện pháp trừng phạt này sẽ không được gỡ bỏ cho đến khi chính phủ Việt Nam thả tất cả các tù nhân chính trị và ngừng sử dụng bạo lực chống lại các nhà dân chủ đấu tranh ôn hòa. Chúng ta tích cực củng cố mối quan hệ song phương, nhưng sự thành công của mối quan hệ Việt-Mỹ đòi hỏi hồ sơ nhân quyền của Việt Nam phải được cải thiện, có những bước tiến cũng như thụt lùi về nhân quyền trong những tháng gần đây. Tôi cảm thấy được khuyến khích bởi Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Việt Nam vào tháng 2, và tôi tiếp tục thúc giục họ đề cao quyền con người ở Việt Nam. Theo thống kê được ông Scott Busby, Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ dẫn ra tại buổi họp hôm nay, tính đến tháng 6 năm 2019, đã có 256 tù nhân lương tâm bị giam giữ và cầm tù tại Việt Nam. Diễm Thi tường trình từ Quốc hội Hoa Kỳ, thủ đô Washington, D.C.